bà con ở ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đều biết và gọi ông là Hai Mum. Còn tên khai sinh của ông là Võ Văn Mum. Nhà của ông được ông gọi vui là biệt thự ven sông. Đó là cái chòi lộng gió cất ngay trên sông Cổ Cò. Hàng ngày ông mắc võng nằm xoay mặt ra sông, ngó thấy có chai nhựa, gỗ trôi là lấy xuồng chèo ra vớt. Cốt việc này là để kiếm thêm tiền giúp đỡ cho bà con nghèo hơn mình. Ông Hai Mum chỉ vào đống củi được xếp gọn gàng dọc bờ rào, cho hay mấy ngày nữa sẽ mang bán để gom tiền làm cột nhà hoặc mua gạo cho bà con. Nếu mà từ thiện bên thuốc nam với bên Bắc Cầu này là trên dưới gần 11 năm, còn thiếu vài 3 tháng nữa 11 năm. Thuốc nam không là 7 năm 4 tháng. Ông Hai cho rằng ông có cái miệng hên lắm. Người ta gọi ông là ông Hai thẹo lẻo, vì ai khổ là ông táo tát đi xin tiền cho người ta. Những nhà hảo tâm của lão nông ấy là anh em bạn bè và cả những người nông dân, hộ kinh doanh nhỏ. Năm ngoái, ông Hai Mum tổng kết xin được 500 kg gạo cho người nghèo, làm được 13 bộ cột nhà cho người dân, xin tiền làm tang ma và xây mộ cho một trường hợp. Chỉ còn có cái sức khỏe thì bây giờ ngày nào khỏe thì mình đi vớt ngủ vớt củi, đang mình làm từ thiện, đang con cháu mình hưởng cái lộc vậy thôi, mình không còn nghĩ gì nữa đâu. Chứ không nói giàu sắm vàng là mua nhà lầu xe hơi, không cần gì nữa. Vậy là quý rồi. Tấm lòng thiện của ông Hai lan tỏa đến người vợ đã cùng ông đi qua bao gian khó. Mỗi khi con cái cho tiền, bà Hai lại nhín ra 1-2 triệu đồng, nhằm khi có người cần thì giúp. Người dân trong xóm thấy chồng bà hay làm việc thiện cũng hùng tiền để làm cột nhà, mua gạo, tặng người nghèo. Lo cho người ta hơn lo cho mình, ai nấy đều quý ông bởi ông tốt tánh, cho rằng ông làm được nhiều chuyện phước đức, quý hơn cả vàng.